Em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng đó nha, anh Đoạn có đi đổ đú được mớ cá lồng tông với tép nè. Hôm nay em nấu lẩu cá lồng tông nè. Em có thấy thì mớ rau muống, rau đồng nè, với rau nhút, bông xôi đũa, bông điên điển. Đây là mò gai để em để thêm cho thơm. Bây giờ em xin mời cả nhà vô bếp cùng em nha. Giờ em ướp cá luôn cả nhà. Cá gia vị cũng để dĩa nè, giờ em để vô luôn. Chọn nhiều lên rồi em để xíu tiêu vô cho nó thơm. Rồi cá em ớt cũng xong rồi nha. Giờ em để cá đây cho thấm đi xíu, cái em nhúng vô nước đỏ em ăn. Giờ em đi bào rau muống. Giờ em bào rau muống nữa nha. Em có chuẩn bị đây là thau nước nè. Rồi để em bào rau muống, em để vô nóng muối cho nó ra mủ. Nặng chanh, miếng chanh vô. Đây là chanh không hạt, không nặng vô. Em để em bào rau muống. Rồi giờ em bào rau muống luôn. Rồi, muốn em bảo cũng xong, nhiều đủ ăn rồi. Đi nấu nước. Mình xin chào mọi người nha. Mình giờ nãy vào có muốn rồi, mình bây giờ bắt nước lên ăn. Nấu rồi nước lẩu. Chả cũng nóng rồi, giờ để dầu vô. Dầu để thôi đã. Chị nhỏ nhỏ rồi con rồi. Thì cắt nha. Tỏi xả con vàng, em mất dính nắp, để cho em xào. Giờ cũng xăng rồi em để nước vô. Ra luôn, lẩu hơi nhiều nước. Em để miếng nước tương ớt vô. Nước cũng sôi, giờ em nêm gia vị vô. Muốn muốn ngọt. Lẩu chua chua một mà, 3 muỗng đường. Giờ em để nước hết cho cũng chín nha, giờ em để nước cốt chanh vô. Vừa ăn em dần một giá nước mắm lên cho nó thơm. Vừa ăn ngon vậy mà.
xong em để những ngồi nè. Rồi giờ em giờ mình gọi giờ mình nhắc ra mình múc ra là dọn ăn luôn. Rồi em gấp hết kìa. Bây giờ em múc lẩu ra để em ăn luôn cái nhà. Nó dễ hết cha. Để cái cho. Để ớt luôn ha. Để ớt luôn. Ớt cho mới bắt con nè. Nãy mưa nè, thấy sao cho bắt được ớt đồng nè, ngon. Nãy mày chỉ còn một con thấy ai ngờ tại chưa tới. Dạ con chưa tới rồi. Con cao rồi. Được rồi. Rồi. Để tí nước ăn. Mình chào mọi người nha. Cá mà đàn thăm đú á, không em chưa cá thành tâm đó, nay cũng nay nấu lẩu chua với lẩu chín hết làm cũng xong rồi, mà cái nhà dùng với gia đình mình. Mà cái nhà dùng lẩu với gia đình nha. Lẩu con mì nha. Rồi bắt đầu ăn mì đi. Cá chín rồi nhiều đi anh rất dễ đi. Để ớt cay thôi, để ớt rồi lâu lâu ăn lại mà nấu cá tôm cá như thế để cá đi để này vô để nó dính vô những chi cá tôm ăn con hải con gan nước chảo nay mình đổ cái cách chuyên hôn mọi người cái nhà đổ nguồn tin mọi người đi dễ hơn. Này con thích ăn lẩu lắm mà con rồi vậy nước mắm hả cái chín này đấy khoan hai đứa này Thôi để đại luôn em ơi. Thôi để mì vô cái mình múc luôn cái một. Rồi hồi nãy hai đứa gao vô. Tại vì hết hành ăn được hạt cá mình chứ nó cũng dễ. Để làm hai đi nó dễ. Rồi đem gấp ớt ra nha. Cho nó ít nó ngắn một chút. Ớt nè. Ớt chứ sao hả? Để đại đi con, để đại ớt. Để hát hát cái nhẹ nè luôn. Ủa con thấy. Dạ, chế cho con hả? Ừ, chưa đi. Cái này để đây gì vậy? Để cái mà còn đúng trong đây là có mình nói nữa. À cái này hỏng rồi. Chế nước rồi chứ. Hả? À cái này. Tốt luôn. Lâu rồi không quan lại cái lẩu có tâm. Để em thay đổi thôi vậy lên. Để đó thì nghe hả? Ở ngoài cái chiếc hả? Chút còn cái gì sôi lâu lắm. Tên nó sôi được cái là nó sôi mút luôn không. Mình không có hại luôn rồi. Để mì đó mà. Thôi được rồi. Rồi con ơi hết đi, để gì nữa. Thôi hơi đầy. Rồi này mày hút cho. Đập luôn. Rồi cái ngoài cái này ra. Rồi mình kêu nước tẩu vô. Đúng rồi. Để nấu đi ha. Ừ, để nấu nó dễ hơn, dài quá. Dạ, chị nước tẩu rồi. Nó hàng nước à? Rồi, ăn cá. Cá thế nha. Con ăn gấp cái gì? Đúng rồi, mọi người nha. Để chị nước vô. Nước ngọt. Là nước tiếp à? Nước tiếp, ngọt một chút. Cá không, 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 cá. Cá hỏi hả? Không, 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 cá. Con kia ăn được, mày mẹ kia ăn nước rồi. Cái tại vì cái này là nước này nó không ấy mà nó dốc. Mày dài lắm mày dốc. Cái mày dài. Mày chín nè. Cái này con bỏ cái dính rồi. Dài. Để hết đi, để hết đi. Hả? Nó còn một con nữa. Một cái chú mày dài. Đây. Mày cho con hút đồ nữa hả? Nó ấp động không? Dạ, nó ấp động rồi. Sao con nhanh lắm? Thì nét lại quá không? Xích ra, xích vào mẹ nè. Rồi mẹ có ớt luôn mà. Dạ, đứng sao? Tuy nhiên. Rồi, mẹ nhẹ
cho đến nhìn quanh ruộng cái không đâu tự nhiên nhảy 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 ớt đồng rồi với cái hồng tây nó về nha. Ớt nuôi á mấy con chắc là anh độ mà ruộng nắng quá nó nóng mà chưa thú ăn. Giờ em biết chơi ngủ sao không thấy ghê lắm. Trời tới nâng cốc luôn à. Trời ơi. Con đang ngủ rồi. Đi ra cho chụp ra dính. Đi ra đi. Trái mạnh đi. Ngon quá. Mấy trứng nó bự rồi nè, cũng hết được. Đúng rồi. Đưa gì, đưa gì, đưa gì. Mình lấy ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ còn bé còn nữa. Để đâu nha. Ừ. Dễ gấp. Gấp thì nó còn dễ còn. Thế là thằng ăn đấy. Ừ. Cha hả? Cầm cha đi à, đổ đúng cực khổ à. Cha nó ngồi lẩu ngon quá à. Nhưng mà còn. Lẩu luôn người cha nấu luôn rồi mà. Ừ. Cha nó lẩu ngon. Rồi. Ừ, nó rồi. 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 Không ăn được. Mà của con phải chín, con chín 10 con mới ăn được. Không ăn được, ăn gì luôn chứ. Không ăn được. Sao ăn thuốc, không ăn được. Rất kiểu sâu lần thầu quá nha. Ừ. Còn. Cái cắt của kìa. Cái cắt của nó quá kìa. Ừ. Thành dụng luôn rồi, đấy đổ dụng luôn hết rồi. Được rồi, lấy con chín này đó con. Cái này ăn sống được. Ừ. Con điểm này ăn sống được mà. Sống ký gì không ạ. Quan trọng là biết ăn hay không. Quan trọng là mẹ nó thôi rồi. Chín hả? Biết không, không hỏi luôn. Ừ. Tốt rồi. Để hết dao
em ăn cá rồi, ăn cá nữa, cá mì để nó bỏ đi. Thân còn ớt cũ á. Ớt cũ ở gì vậy? Bự. Ăn nhiều gì á? Ăn ngon quá hả? Để làm vậy hả? Dạ. Nó mới làm nữa nha. Nó nấu nó cay mà. Đi học chơi. Chính là con. Sao nó ngon quá hả? Để chẳng cho múc nguyên miếng nước nữa. Chẳng à? Yeah.
Ngon quá đồ ăn, ngon không nói được luôn. Ngon quá nó không lên lời luôn hả? Ừ, nó ăn ngon. Ước, ngon quá ước. Gia đình mình ở đây cũng kết thúc cả nhà. Hẹn nhà clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye.